Thưa quý vị và các bạn, năm 2016 đã khép lại. Trước khi bước sang năm mới, năm 2017, ngày 30 tháng 12 năm 2016, tại Cơ quan Đại sứ Việt Nam ở thủ đô Berlin, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã có lời chúc mừng năm mới gửi tới toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2016, năm kỷ niệm thành công đối với việc thúc đẩy cái quan hệ giữa Việt Nam và Đức, một cái năm thành công trong cái việc gắn kết cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở Đức, và cũng là một cái năm thành công đối với cơ quan đại diện chúng ta tại Đức. Tôi xin thay mặt cho cơ quan đại diện xin cảm ơn bà con cô bác anh chị em trong cộng đồng đã tích cực trực tiếp cũng như gián tiếp ủng hộ giúp đỡ chúng tôi trong cái năm vừa rồi. Chỉ còn một ngày nữa là chúng ta chia tay năm cũ và chào đón năm mới. Nhân dịp đầu năm mới năm 2017, thay mặt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả bà con cô bác, anh chị em trong cộng đồng chúng ta tại Cộng hòa Liên bang Đức. Xin chúc cho mọi gia đình chúng ta đều gặp những cái may mắn trong cuộc sống, thuận lợi trong sinh hoạt làm ăn. Xin chúc cho tất cả anh chị em chúng ta sức khỏe dồi dào và mọi điều tốt đẹp nhất đến với mọi nhà, đến với tất cả chúng ta. Và cũng thông qua đó thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ càng gắn bó với nhau hơn, cùng nhau đóng góp vào cái việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Đức, cũng như là phát triển quê hương đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em.